và chào tất cả người anh em nhé. Hôm nay mình xin giới thiệu với người anh em một dòng máy nén tiếng compressor hàng thương hiệu B-Way được sản xuất tại Mỹ ha. Một con máy nén cực kỳ xịn sò để dành cho anh em mình ghép vô cái dàn nhạc karaoke, dàn nhạc sống hay là ghép vào những cái thiết bị cần nén tiếng như là guitar, organ hoặc là trống ha. Nói chung là ứng dụng của nó rất là rộng rãi. Có người thì hồi sử dụng cho cái compressor cho micro nữa luôn. Nói chung là tùy theo cái mục đích nhu cầu sử dụng của mình mà mình muốn làm gì thì làm. Nhiệm vụ chính của nó vẫn là máy nén tiếng ha. Nén tiếng thì cắt xén những cái tần số dư thừa, nó làm cho âm thanh mình nó chắc hơn, nó khỏe hơn và nó rõ hơn. Đấy, như em đang test nhạc này. Đây là đang chế độ quen qua máy nén tiếng không? Không qua máy nén tiếng là bypass này. Người em thấy âm thanh nó nhỏ hơn này không? Không có bass nó không có lực. Máy nén tiếng này, nghe ra này. Đó, người em thấy tiếng bass nó chắc hơn không? Bass nó rõ và chép nó tươi hơn. Hai cái này là hai nút gain này. Đấy. Khi quen, nói chung là khi quen nâng tiếng thì cái tiếng bass mình rất là sâu và nó mềm tiếng. Còn khi mình với mình mở cái âm lượng đầu vào nó nhỏ lên thì cái đèn này nó đỏ lên ha. Đây, model nó là CE2E ha, điện mix controller. Đấy thì nó cũng là máy nút cơ bản, thi shot, edge gate, ngưỡng nén, rồi bước nén, ratio, rồi adjust thời gian nén, rồi tới thời gian xả nén là relay. Đó, rồi tới cái nút limiter rồi tới cái gain ha. Đơn giản cùng máy nút thôi. Nói chung là máy này mình phải về mình ghép vô dàn nhạc của mình. Rồi mình xem loa đẩy của mình như thế nào mình mới chỉnh được. Còn ở đây em chỉnh mang tính chất demo thôi ha. Mang chất mô phỏng là hàng còn sống, hoạt động hoàn hảo ha. Chứ còn ở đây mình chỉnh âm thanh hay cái gì? Ở đây có ở đâu chỉnh mà hay. Nên anh em, nói chung anh em mình hiểu ha. Ok. Và cái nội thất nó thì em cũng đã tháo xịn. Hàng này thì cam kết riêng nguyên bản. Nhưng mà chỉ có mỗi tội là cũ ha. Mỗi tội là cũ. Ruột gan thì em đã tháo xịn ra này. Em quay từng chi tiết. Gan là tháo ra nó mới như mới không, đẹp như mới. Nhưng mà con này thì đỡ ở ngoài là sương gió bụi bặm bám luôn, hơi cũ rõ thôi. Đấy. Còn nội thất bên trong thì cam kết riêng nguyên bản không. Đấy. Con này được sản xuất tại Mỹ này. Đấy, Made in USA đây, B-Way đây. Đấy. Chạy điện áp 230V không. Đó, nó cũ như hình này, nó ren hen hen rỉ mới đây này. Còn mấy con ốc này nó muốn hơi xét thôi, cũng chưa có xét không. Đấy. Đấy. Mình rõ cho tình trạng cho anh em thấy luôn không. Nắp thì nó xét, nhưng mà mình để sơn lại một tí không. Sơn lại mầm vũ luôn này. Bạn nắp lên cho anh em coi luôn này. Đấy. Cái nắp thì mình để sơn vũ lại cho nó tránh cho nó đẹp. Chân thâu đỡ nó nhâm nhìn thấy gốm lắm. Đấy. Thì mấy con này nó hơi cũ tí thì em bán giảm giá cho anh em về chơi. Con này thì em bán với giá 2.200.000 đồng ha. Nó hơi cũ, mấy con trước đẹp thì 2.500.000, giá có sẵn hết rồi mà ha. Đấy, mấy con trước đẹp thì 2.500.000, con này nó hơi cũ, em bán 2.200.000 ha. Đấy, người anh em nào có nhu cầu mua hàng thì vui lòng liên hệ 0909 04 7679 ha. Rồi, rất cảm ơn người anh em đã quan tâm và theo dõi. Xin chào, hẹn gặp lại.